chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ làm thử thách làm thịt bò nướng bằng năng lượng mặt trời nha các bạn. Rồi chúng ta ra chợ ha, chọn nguyên liệu thịt bò với tươi các bạn. Các bạn chọn mua thịt bò ở cửa hàng uy tín nha các bạn. Thịt bò tươi đảm bảo chất lượng. Chúng ta mua về chúng ta rửa sạch ha, bằng nước muối rồi rượu trắng khử mùi. Rồi chúng ta đem đi cắt các bạn. Rồi chúng ta cắt thịt bò các bạn. Các bạn cắt càng mỏng càng tốt nha. Này chúng ta đem đi nướng bằng năng lượng mặt trời. Thời tiết là nóng nóng quá mà. Chắc là nó sẽ chín thôi. Bò chúng ta ăn tái được. Ta cắt thịt mỏng nha các bạn. Rồi sau khi ra thái mỏng thì bỏ các bạn. Bạn thấy nó ngon không? Rất là ngon các bạn. Càng mỏng càng tốt. Rồi, giờ chúng ta đem đi. Chúng ta chạy những thịt bò lên nha các bạn. Chạy lên cái mâm nha. Rồi chúng ta đem lên thôi lắm. Bỏ ra khi chúng ta thái mỏng xếp cái mâm nha các bạn. Xếp cái mâm mà chúng ta đem phơi nắng. Nhiệt độ hôm nay chắc lên gần 40 độ C. Có khi lên tới 50 luôn đó chứ. Rồi chúng ta đi phơi nắng. Rồi giờ chúng ta chờ 10 phút ha, chúng ta lên chúng ta coi đảo miếng thịt lại các bạn. Nướng rồi. Đang được mặt trời.
Cái đi bò sau khi chúng ta phơi này. Chúng ta phơi dưới ánh nắng này. Nó dính vô với mình. Nó không nắp lên mặt. Nó hơi chín thế kìa. Dính thức ngắt không ạ? Nước phơi thì rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mà khi đi lên nó thấy con chó đi xuống. Em tưởng con chó nó lên nó làm cái gì. Ai về. Anh thấy đó. Rồi giờ chúng ta ăn thử cái thành quả chúng ta nướng mặt trời khi nãy nha các bạn. Cho mấy cái đũa ta khuỵu lên dính vậy. Rồi chúng ta lấy tương ớt ha. Ta đổ vô. Ta chế vô cái thịt bò. Rồi chúng ta quậy lên. Chấm vào. Rồi giờ chúng ta ăn nha bạn. Bò rất là ngọt. Rất ngọt. Có vị ngọt của thịt bò. Còn mấy vị cay cay của tương ớt ha bạn. Rất là ngon. Ăn rất là giống bò nướng. Nó đúng rồi là giống giống bò khô bò các bạn. Khô bò một nắng. Mùi bò rất thơm. Rồi, giờ chúng ta cái miếng thứ hai. Dính rồi. Rồi chúng ta chế tương ớt đây nha bạn. Nó chưa đều. Rồi chúng ta ăn nha. Bò rất là mềm. Thơm mùi bò tái tái. Ăn rất là ngon mà. Chúng ta lên thử không? Nướng mặt trời rất là ngon. Các bạn thấy hay thì hãy liên hệ đăng ký kênh của mình nha.